Kính thưa quý cô chú, anh chị em, hôm nay Tuyết Già lên đây chia sẻ một chủ đề là về cái hình ngôi sao mà hãy cẩn thận khi mà ngôi sao mọc lên bàn tay, đúng không? Có những cái hình ngôi sao á rất là tốt, mà có những cái hình ngôi sao nó rất là xấu, hoặc có những cái hình ngôi sao mà nó cũng như là nó hai chiều. Thì á, nếu như á mình mọc cái hình ngôi sao á mà ngay cái gò mọc tinh, bây giờ ngón trỏ nè đi chạy xuống đây thì như thế nào? Đó, như thế nào là địa vị có của giàu sang. Đây, địa vị chức quyền có của giàu sang. Rồi, nhảy qua cái gò thổ tinh thì như thế nào? Giờ Tiết Già dùng chữ như thế này nè. Rất nguy hiểm. Nhiều đó là quý cô chú anh chị em biết rồi. Tự vì cái gò thổ tinh này á là nó nguy hiểm, là coi như nó sẽ tai nạn hoặc là như thế nào. Bây giờ Tiết Già dùng một chữ ngắn gọn là hãy cẩn thận khi ngôi sao mọc lên cái ngón giữa đi xuống vậy nè. Tiết Già nói ngón giữa luôn đi cho dễ, quý cô chú anh chị em dễ biết nha. Rồi, thì cái này rất là nguy hiểm, là không có được tốt. Thì quý cô chú anh chị em nhớ ráng mà đi chùa niệm Phật để cho cái ngôi sao này từ từ nó sẽ mờ đi rồi nó sẽ tan luôn, chứ không bao giờ mà nó bị một cái vấn đề gì đâu. Quý cô chú anh chị em đừng có lo, tự vì mình đây là một cái nghiệp nó vô, thì mình giải nghiệp bằng cách là mình phải tạo phước, đúng không? Tạo phước để mình giải nghiệp, thì là cái ngôi sao mà mọc ở gò thổ tinh thì nó sẽ mờ nhạt đi, là mình không có bị gì hết đó. Rồi xong rồi, đây dưới ngón đeo nhẫn của mình thì sao? Đây là gò thái dương, đúng không? Ngón đeo nhẫn đi, tức là nó ngón đeo nhẫn xuống đây, tức là rất là giàu. Ở dưới ngón đeo nhẫn là mình làm ăn là giàu không có thể mà tưởng tượng nổi luôn. Nếu mà cái ngôi sao nó mọc rõ nha, mà ở đây nó nguy hiểm có cái chỗ vậy nè, càng giàu là coi như là nó trái chiều càng nguy hiểm đó, cần phải cẩn thận. Thì cái này chắc có lẽ cũng đúng rồi, cẩn thận về cái chuyện mà gọi là sắc bén là quý vị biết rồi, đúng không? Đó là cái này rất là nguy hiểm về cái vấn đề gọi là cái gì mà cẩn thận về vấn đề mà sắc đồ đó, bén đồ đó này kia nọ đó, là cái đó là quý vị hiểu rồi, đúng không? Là khi mình có tiền là mình giàu sang là mình cẩn thận là đúng rồi, mình cẩn thận cái đó đúng rồi. Mà trong sách nó để nha quý cô chú anh chị em nha, không phải là Tiết Già tự nói đâu. Mà bắt đầu á, cái gò thủy tinh này á là nói về cái thành công về cái nghệ thuật y khoa, rồi về cái giống như là bác sĩ vậy đó. Đây, rồi xong, khi mà cái ngôi sao á nó nằm đâu, nó chạy đâu mới là tốt? Nó sẽ nằm chính giữa lòng bàn tay nè, thì cái ngôi sao này mới tốt. Mà tốt về cái mặt, về mặt gì nữa nha? Cái ngôi sao á mà nằm giữa lòng bàn tay á thì rất tốt về cái mặt, trước tiên là tâm linh đó. Thì cái mặt tâm linh này á giống như là lúc nào mình cũng như là có một cái bùa hộ mệnh cho mình vậy đó, để giống như những khi mà nghiệp á vô á là bắt đầu mình là cái ngôi sao này giống như là sẽ cản ra vậy. Mà tại sao cản được vậy? Tức là mình đã có tu tập phước báo rất nhiều, mình mới nổi lên cái ngôi sao này. Đó, thì cái ngôi sao này là dấu hiệu thôi, dấu hiệu của cái sự tu tập phước báo. Nhưng mà cái gốc của mình á là chính phước báo mới là dập được cái nghiệp, đúng không? Nhưng mà đây hiện lên cái dấu hiệu cho mình biết rằng mình đã có phước báo. Đó, cho nên cái ngôi sao này là ngôi sao quyền lực. Khi mà có cái dấu hiệu mà coi như là cản được cái nghiệp của mình á, giống như tà ma ha, những cái nghiệp mà gọi là nghiệp chướng, nghiệp dữ của mình đó, thì mình làm ăn á, mình kinh doanh hoặc là mình làm bất cứ cái gì á, mình rất là thành công. Đây là quyền lực,
Mà quyền lực này á là dành cho, nếu mà cái ngôi sao đủ năm cánh mà giống đúng như là cái ngôi sao hen, thì quyền lực là thăng quan tiến chức, thăng quan tiến chức, quyền lực danh vọng, quyền lực tiền tài, quyền lực luôn về tâm linh. Về tâm linh tức là ngôi sao này có cái sự tu tập mới được, mới được ngôi sao đó. Cho nên cái ngôi sao á, khi mọc lên là mình phải cẩn thận. Khi mà mọc lên trên cái đường tâm đạo là mình phải cẩn thận, là mình sẽ bị về tim mạch. Nếu cái đường tâm đạo mình xấu là mình sẽ bị cái bệnh tim tim mạch. Còn nếu như á mà ngôi sao á mọc lên cái đường trí đạo thì á coi như cái sự may mắn về học vấn. Mà nó ngược lại, nếu cái đường trí đạo nó xấu đó, nó khổ như này quý cô chú anh chị em nha. Nếu cái đường trí đạo nó xấu thì nó ảnh hưởng đến cái não của mình đó, nó ảnh hưởng đến cái não của mình, gọi là giống như là mình sẽ cái trí nhớ mình sẽ giảm đi đó. Cái ngôi sao này nó nói chung là phải cẩn thận. Khi ngôi sao mọc lên bất cứ nơi nào, quý cô chú anh chị em cũng phải ráng nhìn cho kỹ. Có những cái ngôi sao rất là tốt mà có những ngôi sao nó rất là nguy hiểm. Còn nếu như mà ngôi sao mà mọc trên cái đường mạng đạo của mình, đúng không? Thì á nếu mà mọc gần cái cổ tay này nè là coi như là mình trở trở về già, mình giàu có, mình giàu có sung túc đó. Còn nếu như á mà mọc trên đường mạng đạo thì như thế nào? Nếu như cái đường mạng đạo mình mà bị đứt khúc, bị xấu đi, bây giờ tiết già nói đường mạng đạo không có tốt thì cái ngôi sao đó lại xấu, lại xảy ra những cái chuyện xấu đó. Thì cái ngôi sao mà nếu mà mọc trên những cái con đường mà nào á mà xấu thì cái ngôi sao đó trở thành xấu, mà cái ngôi sao nào mọc trên những cái con đường tốt thì ngôi sao đó lại tốt đó. Quý cô chú anh chị em phải cẩn thận từng cái ngôi sao luôn, mà nhớ nhất là ở cái ngón giữa này nha, đó trên gò thổ tinh này nè, một ngôi sao là nguy hiểm vô cùng luôn, đủ thứ chuyện xảy ra hết luôn. Bởi nhiều nhiều khi cái bàn tay á mà mình đã mọc lên những cái đường tài vận rồi, mà những cái đường ngôi sao, những đường may mắn rồi, mà cái nghiệp á, những cái đường nghiệp sắn vô á là rất là nguy hiểm. Đường nghiệp là như thế này, những cái đường nó cắt đứt, cũng như là ba đường chính của mình nè đó, mà bị cắt đứt là tức là mình biết con là biết mình thiếu tu nhiều quá, mình có một cái nghiệp nó đã vô rồi. Trên cái đường mà gọi là cái đường may mắn của mình cũng vậy luôn, mà nếu ngôi sao mọc mà cái đường may mắn mình mà nó bị cắt đứt thì cái ngôi sao đó nó ngược trở lại là cái ngôi sao mà gọi là ngôi sao xấu đó. Cho nên Tuyết Già chia sẻ để quý cô chú anh chị em nhìn vô thấy một ngôi sao, quý cô chú anh chị em ôi trời ơi, cái ngôi sao là nó hên rồi, phải coi cho kỹ ngôi sao nó nằm ở đâu, tức là những cái đường mạng đạo sinh đạo của mình á, những cái đường tâm đạo của mình, tất cả ngôi sao nó nằm ở đâu thì coi ngay cái đường đó có xấu hay không, cái đường nó thẳng đẹp hay không thì cái đường đó mới kết quả, có kết quả, còn không là nó ngược lại. Còn đặc biệt trên đường tâm đạo ha, mà mặc vô mà mọc ngôi sao rồi á là dễ dễ cái bệnh về tim mạch, nó dễ bệnh về tim mạch luôn. Rồi mọc ở trên cái gò kim tinh thì như thế nào? Mọc trên gò kim tinh á là nếu trường hợp mà cái gò kim tinh của mình á là đan lưới nhiều quá, điểm thứ nhất là đan lưới nhiều quá, hoặc là cái ngôi sao nó kiểu như là nó đứt đoạn, nó không có được cái ngôi sao thật sự đó, thì coi như cái này là điềm xấu, cái này là điềm xấu. Mà nếu như mà cái ngôi sao đẹp trên gò kim tinh đẹp thì đây là điềm tốt. Cho nên cái ngôi sao mà khi mọc lên á thì rất là gọi là nguy hiểm. Cái chỗ này nó có như cũng như là nhìn vô á, nhưng mà quý cô chú anh chị em nhìn vô cũng biết liền à, tự nhiên những cái ngôi sao mà nó đẹp dữ lắm luôn. Còn ngôi sao xấu á, nó mọc á, nó quẹo qua quẹo lại thì hãy cẩn thận những cái ngôi sao mà nó quẹo qua quẹo lại đó. Hôm nay á, chủ đề ngôi sao á, để cho quý cô chú anh chị em phải tham khảo và kỹ lưỡng trên cái bàn tay của mình. Nếu như lỡ cái ngôi sao nào xấu thì quý cô chú anh chị em cứ niệm Phật, cứ đi chùa, đúng không? Rồi cứ tạo phước báo vô thì không bao giờ mà cái nghiệp nó tới kịp hết trơn. Phước báo nhiều vô để dập cái nghiệp, là coi như là mình không có bị gọi là người người đời người ta gọi là trời ơi tai qua nạn khỏi, ổ nhờ đi chùa mà tai qua nạn khỏi, tức là như thế đó. Hôm nay chủ đề cái
cẩn thận về ngôi sao nha quý cô chú anh chị em. Tiết già chia sẻ rất là tận tình, mong mỏi rằng quý cô chú anh chị em ai ai cũng phải giống như là hạnh phúc nè, rồi giàu có, rồi làm ăn trên đường đời, công danh sự nghiệp phải là thăng quan tiến chức. Cho nên Tiết già chia sẻ rất là kỹ nhằm gửi đến quý cô chú anh chị em, để quý cô chú anh chị em mà xem kỹ mà làm ăn, đúng không? Để nếu mà ngôi sao nào xấu thì mình chậm lại, mình đừng, mình bớt làm lại, mình chậm lại để mình giữ được cái tài vận của mình, để khi nào á mà mình thấy á, cái đường chỉ tay tốt thì mình làm ăn. Đó là ngôi sao rất là cẩn thận là cái chỗ này. Hôm nay Tiết già chia sẻ video đến đây kết thúc, xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị em rất nhiều. Hẹn quý cô chú anh chị em gặp lại video tiếp theo.